Em vẫn còn tình cảm cho Dương Hân rất là nhiều. Em rất lo sợ cho Dương Hân. Em nghe nói là Dương Hân cũng lâu lâu mà không có bán được, Dương Hân lại đi khách. Thật là Dương Hân không có đi khách đâu, Dương Hân có vợ. Dương Hân đi chạy xe. Chạy xe ráp. Có nhiều người nói như vậy. Em rất là lo cho cái sức khỏe của Dương Hân. Thật sự là lo cho Dương Hân. Không muốn cho Dương Hân bị đau đớn hay bị gì hết trơn. Em chỉ muốn cho Dương Hân được sung sướng, được mạnh khỏe, được hạnh phúc thôi. Là em đủ vui rồi, em không cần gì hết. Nhưng mà anh Khoa phải đính chính là anh Khoa có hay nói mấy cái từ. Có biết là vì sao hôm nay á, là mới về tắm rửa, cứ thấy anh Lâm ở trên mạng, thấy anh Lâm mua bánh tráng kẹo giúp cho người ta, rất là mừng. Cảm ơn anh Toàn, cảm ơn Lâm rất nhiều đã ủng hộ cho những người miền Trung. Đó là những câu chuyện rất là đẹp. Cảm ơn hai anh nhiều. Nhưng mà Khoa phải đính chính á, Khoa phải đính chính trên mạng là Khoa hay nói là tự tử này kia, yeah, rồi chết chóc này kia. Khoa phải... Ai nói anh là Gia Hưng tối đi khách lên làm gái tùm lum. Dạ không, thì cái mấy cái clip thì trước đó có coi như là có ai đuổi theo Gia Hưng á. Giỡn á, cái đó là giỡn. Cái clip giỡn vui thôi, giống như kiểu là mình quay clip mà có vui cho người ta xem, người ta mới hấp dẫn. Thì em không, em rất là lo sợ. Em cứ coi lại, em coi đi coi lại cái clip đó hoài luôn. Em thấy buổi tối đó bây giờ hơn cứ chạy tới chạy lui rồi không nó giao đồ ăn cho người ta, giống như mình cho hơn ngủ không được thì kiểu chạy kiếm thêm thôi. À, thì em sợ gì đó lắm, em rất là sợ, em ngủ không được, làm cái nước mắt em nó cứ dâng trào lên mà. Anh lo cho Giang không? Thiệt là lo chứ bộ. Mà cứ coi đi, con thưa chú, con coi đi coi lại cái đó con ngủ không được. Sao vậy? Lo sợ cho Giang hơn, một là không bán được, hai là muốn cho Giang hơn đông khách thì Giang đừng có chạy xe mà cực khổ mưa nắng nữa. Muốn cho Giang hơn được ổn định cuộc sống, buôn bán đi được. Tốt đẹp là mình mừng, mình cũng cần gì hết. Em thấy anh Khoa rất là tốt. Anh Khoa là người có tri thức á. Nếu mà người ta không thương mình thì thôi hả? Nhưng mà trong lòng mình vẫn còn thương Gia Hân dữ lắm. Mình chỉ muốn cho Gia Hân được hạnh phúc. Để cho Lâm nói kìa. Hôm nay anh tỏ tình với Vivi rồi sao? Không, Vivi chẳng qua là bạn thôi. Vivi rất là tốt. Vivi không? Muốn cho Vivi được vui thôi. Tại Vivi, em muốn cho Vivi được căng thẳng. Vivi nói là em tầm nghĩ anh rể của Vivi. Em đối xử tốt với Vivi lắm, tại vì Vivi nói là tại sao Dương Hân bỏ em như vậy, rất là tiếc người anh rể. Và tối hôm qua Vivi còn nói là anh rể em bị bệnh tim gì đó, là không biết ai quay, không biết Lâm hay ai quay đó. Mọi người quay. Thì đó, cái lúc đó là Vivi tội nghiệp lắm, Vivi là đưa hạt, đưa đồ cho khách mà lộn tới lộn lui, rất là tội nghiệp cho Vivi. Thấy cái tình cảm của Vivi rất là tốt. Mà Vivi nói anh rể đang bị bệnh tim nữa, cho nên là sợ biết anh rể có chuyện gì không. Nói chung Vivi là chỉ là tình bạn đúng không? Đúng là tình bạn thôi. Mọi người ở đây cũng thương Khoa lắm. Khoa đừng có nói bậy bạ nha. Khoa hứa với mọi người là đừng nói bậy bạ. Nhưng mà người xem quay lên, nhưng mà bây giờ ta... nhưng mà giờ cái sức khỏe anh Khoa giờ càng ngày càng yếu rồi. Thì biết điều đó nhưng mà Khoa hay nói vậy người ta nhưng hiểu mà lầm bây giờ, không? Bây giờ anh Khoa chắc không biết có sống bao lâu nữa không rồi. Anh Khoa chỉ biết lo cho Gia Hân thôi. Đúng rồi. Muốn cầu nguyện cho Gia Hân buông mây bán đất, mọi sự yên vui cho mẹ của Gia Hân được mạnh khỏe, cho gia đình của Gia Hân mọi sự an vui. Vậy thôi, đủ rồi, không cần gì hết. Tại vì nãy là đang ở nhà, tự nhiên thấy Lâm mua bánh tráng kẹo cho người ta. Thấy anh Toàn cũng thấy cô ở đâu vậy? Có đúng vậy không? Không, nói nếu mà thật sự thương Gia Hân á, em nói vậy nè. Anh phải có một cái cách gì là chân thật nhất để cho Gia Hân cảm nhận đã... được. Em, chứ anh nói bằng lời nói không gia, thôi. Gia đình em nói là muốn gặp Gia Hân nhưng mà Gia Hân đã từ chối em. Gia đình em cũng nãy cũng sợ lắm. Sợ thì, đâu, tại vì anh làm quá mà. Không, gia đình em nói là Gia Hân từ chối em. Gia đình em cứ nói mẹ em là phải để ý em dù em về chùa hay không, mà phải không cho nó bị chuyện gì hết. Lỡ mà nó đóng cửa phòng lại, nó làm chuyện bậy bạ là chết luôn. Gia đình rất là lo. Có mọi người nói là bây giờ muốn yêu Gia Hân đầu tiên là phải đi làm răng lại cho nó đẹp nè. Bây giờ là bác sĩ đã bó tay rồi, vì cái răng là không có chữa được. Nhà mình có tiền nhưng mà bác sĩ đã bó tay rồi. Răng là mà bó tay rồi, mình là bị sức khỏe mình là bị tim, không có thể nào mà mình làm được. Anh bị tim đúng không? Đúng rồi. Bác sĩ nói bị tim nặng lắm, bị hở bên tim mình lâu rồi. Hở bên tim. Hở cấp độ mấy? 4. Vậy sao Khoa qua nhà nghỉ ngơi đi mà đi ra. Con cần nghỉ thấy Lâm ở trên mạng
mới mở mạng trên TV ra cái thấy anh Toàn, anh Lâm mua bánh tráng kẹo cho cái cô đồng hương của Khoa. Cô nói tình cảm của anh Lâm dành cho người đồng hương miền Trung quá tốt. Cảm ơn anh Toàn, cảm ơn anh Lâm nhiều lắm đã ủng hộ cho miền Trung. Miền Trung đang rất cực khổ. Nói chung anh Khoa cũng rất là tốt. Khoa đâu bao giờ nghỉ quẩn đúng không? Khoa là một người sống rất là tươi sáng. Nói thật sự ra luôn là mình nói một chuyện này nhưng mà đừng để cho dân không biết. Anh hứa đi. Và con cũng xin chú, con rất là quý mến cái tình cảm của một người bác, một người chú, một người cha mà con hằng kính trọng. Và con nếu nói lời gì mà không đúng sự thật, không lễ phép với bác thì con cũng mong bác tha thứ lỗi lầm cho con. Không có đâu, con lúc đầu thì chú nghĩ khác nhưng mà bây giờ chú hiểu được con rồi. Con nói chị rất là lịch sự, nói chú nói thật luôn á. Dạ con cảm ơn bác, nếu mà con ăn nói gì không đúng thì bác tha thứ cho con. Không có đâu, con không có sai gì đâu. À, anh Lâm, em cũng nói luôn là sự thật về cái hôm em nói. Nhưng mà anh Lâm hứa, anh Toàn hứa với em đi. Hứa với em đi. Rồi. Không quan được ngôi giới tự nào. Với lại là bây giờ Khoa đang có một máy ấm tình thương. Khoa đang lo cho các em mồ côi ở Ni Viện Dự Giác. Ni Viện Dự Giác ở bên quận 2 á. Quý sư cô cũng là người Huế, đồng hương. Khoa đang phụ giúp nuôi các em trẻ mồ côi khuyết tật. Với lại các trẻ em mồ côi mà bị cha mẹ bỏ rơi. Thì bây giờ nhân tiện mấy anh ở đây cho con nói một lời. Mong rằng chị Tô Phương, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, nếu tin Khoa thì xin hãy tới chùa Diệu Giác, đường Trần Não, quận 2 để mà phụ giúp với Khoa. Để mà lo cho các em mồ côi máy ấm tình thương, để cho các em được có một nhà tình thương thật sự, để mà lo cho các em những buổi ăn, để giúp đỡ cho quý sư cô bớt gánh nặng trong máy ấm tình thương. Mấy cô cũng rất là cực, mấy cô đồng hương, mấy cô người Huế rất là giỏi. Mấy cô là một người tu sĩ của Phật giáo rất là giỏi. Vậy bữa nào anh Khoa đích thân dẫn tụi em được tới đó đi. Nhưng mà nói cái này, không người ta đâu cái này tốt lắm á. Cái này tốt lắm anh Khoa. Anh phải là người. Dạ dạ được, nhưng mà không biết là khi nào mấy anh rảnh. Bữa nào rảnh chứ, quan trọng là anh thôi. Nhưng mà nếu mà được thì bác có thể đi với con được không ạ? Được. Con mong bác sẽ đi với con để cho bác chứng tận mắt, bác đúng, chứng kiến. Tận mắt chứng kiến rồi. Dạ. Thì đó bác sẽ thấy tình cảm của quý cô đối với con. Nên cái đó tốt. Dạ. Ở bên quận 2 ha. Bên quận 2 Trần Não. Là chùa Diệu Giác. Địa chỉ số mấy anh Khoa? Đi về Diệu Giác, cái đó chỉ là Trần Não thôi. Quên cái địa chỉ đó rồi. Người ta biết sao không? Biết giờ chú với lại mấy em đây á. Dạ. Thì mấy kênh YouTube này có dính từ bạn. Dạ con biết mà. Con cảm ơn bác rất nhiều. Con biết bác là từ thiện. Con rất là tôn trọng bác. Con cảm ơn bác rất nhiều. Con có sức khỏe. Con biết là mấy anh thì rất là thương con. Và hồi chiều anh Hân với ông có mấy người thấy em bị chân à. Dạ. Nói ủa sao mà cái quán lan cái phường sao mà ai cũng lạnh lùng hết. Dạ. Không ai hỏi thăm anh hả? Đúng rồi, người ta trách, người ta nói ủa tại sao vậy, người ta thấy em đi xe rác, người ta đuổi thấy em về tới nhà luôn. Ai nói chuyện thì nãy Vivi qua hỏi thăm anh mà không, nhưng mà tại vì có nhiều người ta mến em á, người ta nói dạ. Thấy em ăn nói lẹ vét đàng hoàng á, chứ người ta khen em, người ta nói nãy có hai anh chị đó theo em tới tận nơi luôn. Vậy chị nào dẫn tụi em qua bên đó để chứng kiến được những đứa trẻ mồ côi thì bây giờ em thật sự ra giờ em không có điện thoại, em sẽ mua điện thoại mới. Hồi nãy em có vô trong này để mà em có một người quen á, người ta bán điện thoại trong này nè. Em vô đặt cái điện thoại rồi nhưng mà chưa có loại gì như em mong muốn. Đi thì cứ đi qua đây liên hệ với tôi. Bây giờ nếu mà được á thì anh ngày mai đi, tại vì hôm nay là mùng 1 tháng này em phải đi. Mình xuất qua cái đầu hẻm của ta. Cái đầu hẻm ta đúng rồi. Là đâu chết đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mai được không? Mai